Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe audio trên kênh Dinh Ly, người đọc truyện. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bộ truyện Tử Thư Tây Hạ, tác giả Cố Phi Ngư, tập 1, Mộ Người Sống Trong Tử Thư. Mở đầu, một ngày mùa hạ cuối thập niên 50 của thế kỷ trước, sâu thẳm trong sa mạc Ba Đình Gia Ran tại Tây Bắc Trung Quốc, mặt trời chói lóa, các vàng miên man gió bụi cuồn cuộn vô tình vừa mới di chuyển vị trí của một gò cắt mặt đất vốn bị gò cắt che lấp giờ hiện lên một bộ xương cốt cao lớn bộ xương đáng sợ này vẫn còn dính cả da và lông đã khô quắt nghiễm nhiên dựng đứng trong đất cát mãi vẫn không chịu đổ xuống sự cao lớn đó đã chứng minh cho con người trên thế giới này về thân xác đồ sộ kiện tráng của nó lúc còn sống sự không gục đổ tượng trưng cho tính cách ngoan cường của nó một trận cuồng phong nữa lại thổi qua từ sa mạc sâu thẳm vọng lại những âm thanh kỳ dị chói tai. Rồi sau khi những âm thanh quái dị này tắt hẳn, bộ xương cốt khổng lồ đã từ từ đổ xuống. Đây không phải là hài cốt của con người, sự cao lớn và ngoan cường của nó chỉ thuộc về chủ nhân của vùng sa mạc này, loài lạc đà hai bướu. Chính trong thời khắc cuồng phong đang lôi cuốn đi một gọt cát khác và sắp sửa chôn vùi lần nữa những mẫu xương này, thì ở phía xa xa, một chiếc trực thăng Mi-4 bay đến, nó lượn vòng hồi lâu trên bầu trời sa mạc, cuối cùng bay lơ lửng tại vị trí bộ xương lạc đà hai bướu vừa đổ xuống. Năm phút sau, phi hành viên bắt đầu báo cáo với tổng bộ, tổng bộ. Tôi là ông vàng, chúng tôi phát hiện ra bộ hài cốt lạc đà hai bướu và trang thiết bị của đoàn thám hiểm trung, liên, nhưng không phát hiện ra thành viên của đoàn thám hiểm. Hai ngày sau, một chiếc trực thăng khác đã phát hiện ra một người Trung Quốc ngất xỉu tại ven sa mạc Ba Đần Gia Ran, Ba ngày sau, tại gần biên giới Trung, Mông, bộ đội biên phòng đã phát hiện ra một người Liên Xô đang thoi thấp. Năm ngày sau, tại Bắc Kinh, một bộ hồ sơ được đặt trên bàn làm việc của Tổng Tham mưu trưởng Tham mưu Ba, Giải phóng quân Trung Quốc, không quân, quân trú phòng bản địa cùng với bộ đội biên phòng đã trải qua nhiều ngày lục soát tìm kiếm. Ngoài việc phát hiện ra hai người sống sót và trang thiết bị của đoàn thám hiểm, thì không phát hiện thấy thành viên khác của đoàn thám hiểm Trung Liên. Xét thấy những người mất tích không còn khả năng sống sót, bộ chúng tôi đã quyết định từ bỏ cứu viện. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc ở chỗ. Khi phát hiện ra hai người còn sống sót thì rõ ràng họ lại ở cách khu vực trung tâm của đoàn thám hiểm bị mất tích tới gần vài trăm cây số. Mức độ bảo mật của bộ hồ sơ này là tuyệt mật, giới hạn số năm giải mật, 100 năm. Tám ngày sau, tại Moscow, Ủy ban An ninh Quốc gia KGB Chủ tịch KGB châu Á Nikolai Selepin đang đứng trước cửa sổ, nhìn chăm chú vào bức tượng của dốc Hinsky trước tòa nhà KGB tới mức thẩn thờ. Trên cửa sổ có đặt một bộ hồ sơ ông vừa xem xong, xét thấy các thành viên mất tích đã không còn khả năng sống sót. Phía Trung Quốc đã từ bỏ cứu viện từ hôm trước, đoàn thám hiểm mất tích một cách bí ẩn, không ngoại trừ do bị nhân viên tình báo phá hoại. Bức độ bảo mật của bộ hồ sơ này là tuyệt mật giới hạn số năm giải mật, 200 năm. 10 ngày sau, tại Đài Bắc, Cục Tình Báo, một bộ hồ sơ được đặt trên bàn làm việc của Cục trưởng Trương Viêm Nguyên, Trung Cộng cùng đoàn thám hiểm Liên Xô đã mất tích một cách bí ẩn tại sa mạc Ba Đần Gia Ran, hoa sói độc bạc vô âm tính. Được biết, hiện đã có người phát hiện ra hành tung của hoa sói độc tại San Francisco. Bức độ bảo mật của bộ hồ sơ này là tuyệt mật, giới hạn số năm giải mật, 200 năm nửa tháng sau, tại Langley, Trung ương tình báo CIA, Giám đốc CIA Alan Dulles cầm bộ hồ sơ, châu mày, đoàn thám hiểm Liên Xô, Trung Quốc mất tích bí ẩn tại sa mạc Ba Đần Gia Ran. Đoàn thám hiểm này vô cùng khả nghi, trên danh nghĩa là khảo sát địa chất. Nhưng ngoài những chuyên gia địa chất ra lại còn có cả những chuyên gia hàng đầu về sinh vật, khảo cổ, lịch sử, khí tượng, nhân loại học, y học và công nghiệp quân sự của hai nước Trung Quốc và Liên Xô càng khiến người ta phải bất an ở chỗ trong đoàn thám hiểm còn có rất nhiều quân nhân và nhân viên tình báo một đoàn thám hiểm khoa học trình độ cao như vậy bỗng đột nhiên mất tích người ta cảm thấy khó hiểu có lẽ phía đài loan cũng có liên quan cũng không ngoại trừ khả năng bị kẹt giữa văn minh ngoại địa mức độ bảo mật của bộ hồ sơ này là tuyệt mật giới hạn số năm giải mật vĩnh viễn chương một đấu giá bao trùm trong nghi vấn câu chuyện về một dân tộc đã diệt vong nhưng bất tử. Hàng loạt những sự việc bí ẩn đã xảy ra xung quanh món cổ vật này đã mở ra một câu chuyện kinh thiên động địa bên trong nó. Người chủ trì phiên đấu giá ngã từ trên lầu xuống chết thê thảm. Người mua món cổ vật này cũng bị sát hại giả mang bởi một kẻ không rõ danh tính. Hàng loạt cái chết bí hiểm là sự sắp xếp của một mục đích đen tối hay là truyền thuyết huyết chú truyền kiếp ẩn trong báu vật. Tiết trời chính hạ, một cuộc đấu giá tác phẩm nghệ thuật kéo dài tới tận mùa xuân đang được cử hành tại một khách sạn năm sao nằm trong đường Vành Đai 3 của Bắc Kinh. Công ty tổ chức đấu giá quốc tế Hoa Bảo đã bắt đầu thi hành luật đấu giá nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ năm 1997. Tổ chức đấu giá mùa xuân hàng năm từ lâu đã trở thành hội chợ đấu giá có tiếng vang nhất toàn quốc. Quốc tế Hoa Bảo cũng theo đó trở thành công ty đấu giá hàng đầu thế giới. Tề Ninh, chuyên gia đấu giá chủ tịch quốc tế Hoa Bảo, nổi tiếng với tài ăn nói và con mắt tinh đời. Nói về khả năng diễn thuyết của ông là khởi nguồn từ tài ăn nói tuyệt diệu và tài biện luận vô song, luôn kích động hết mức có thể tinh thần của những khách hàng. Nói về con mắt tinh đời của Tề Ninh là nói tới đôi mắt lanh lợi sắc bén có trình độ giám định và thưởng thức cổ vật cao độ của ông. 6 giờ chiều, một chuyên gia đấu giá trẻ tuổi từ bục đấu giá lui xuống, tới bên cạnh Tề Ninh, cung kính nói, Tề Sư Phụ, đến lượt ngài xuất hiện rồi. Tề Ninh gật đầu rồi châu châu mày, bước lên bục đấu giá. Hội chợ đấu giá mùa xuân kéo dài trong 10 ngày, mỗi ngày đều có một vật được găm hàng để tới cuối cùng mới đấu giá. Chỉ khi nào tới thời khắc này, Tề Ninh mới xuất hiện chủ trì. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của hội chợ đấu giá. Vật đấu giá cuối cùng theo như thông lệ sẽ chính là vật quý báu và đắt giá nhất trong hội chợ đấu giá mùa xuân, đích thị là hàng được găm lại. Nhưng tất cả những người đang có mặt tại hội chợ đều có thể nhận ra, Tề Ninh hiện giờ không được hưng phấn cho lắm. Tiếp theo là vật đấu giá thứ, thứ 1038, kệ tranh ngọc nổi gân cổ chạm châu báu Tây Hạ, được đem trở về từ nước ngoài, phi chỉ định đấu giá. Chiêu giới thiệu của Tề Ninh giảng đơn tây mức không thể đơn giản hơn, sau đó ông tuyên bố, bây giờ bắt đầu tranh giá, giá khởi điểm 80 vạn. Hội trường đấu giá rất lớn, có 488 chỗ ngồi cho người tham gia đấu giá. Do hôm nay là phiên đấu giá cuối cùng của hội chợ đấu giá mùa xuân, hiện giờ lại đang đấu giá vật găm hàng cuối cùng, hội trường đấu giá chật kín người, rất nhiều người mua không tìm được chỗ ngồi, đành phải đứng vậy. Nơi đông người như thế này dĩ nhiên khó tránh khỏi sự ồn ào hỗn loạn, nhưng lúc Tề Ninh vừa mới lên bục đấu giá đây thôi, những âm thanh hỗn loạn liền từ từ ngưng bặt, và giây phút Tề Ninh tuyên bố bắt đầu đấu giá, cả hội trường đều đã hoàn toàn trở nên im lặng năm sáu trăm người cùng lúc im chặt miệng không nói chuyện họ không phải là những quân nhân từng được huấn luyện chuyên nghiệp mà là mọi hạng người trong xã hội đến từ khắp nơi trên thế giới phần lớn trong đó do bản thân giàu có nên từ lâu đã quen với việc không tuân thủ kỷ luật nhưng hiện giờ họ không chỉ im bặt mà dường như đến cả điện thoại cũng đều để chế độ câm hoặc tắt máy hội trường im lặng tới mức có chút kỳ dị không ai nói chuyện, dĩ nhiên cũng không có người khởi giá tranh giá. Tề Ninh càng châu mày sâu hơn, tuyên bố lần nữa, bây giờ bắt đầu tranh giá, giá khởi điểm 80 vạn. Vẫn chưa có người ra giá, cũng không có người nói chuyện. Những người mua phía dưới, người thì nhìn Tề Ninh, nét mặt cười mà như không cười, người thì ngó trái ngó phải xem xem có ai ra giá không. Người thì nhìn lướt qua một cái, bất luận hai bên có quen biết nhau không đều có thể đi guốc trong bụng nhau mỉm cười khang một nụ. Sắc mặt tề ninh bối rối, hít một hơi thật sâu, tuyên bố lần thứ ba, bây giờ bắt đầu tranh giá, giá khởi điểm 80 vạn. Vẫn không có người đáp lại. Lúc này, những người mua phía dưới không tiếp tục ngó ngang ngó dọc nữa, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt về phía tề ninh, xem xem ông sẽ xử lý thế nào. Trong những ánh mắt đó, có chế nhạo, cũng có cả cảm thông đường đường là chuyên gia đấu giá, chủ tịch của quốc tế Hoa Bảo, trong hội chợ đấu giá mùa xuân quan trọng nhất toàn quốc, lại được chủ trì vật đấu giá găm hàng cuối cùng, vậy mà tuyệt nhiên không có ai ra giá. Điều đó mới buồn cười làm sao, mới bị ai làm sao. Sắc mặt tề ninh đỏ bừng lên, đang chuẩn bị quằn chiếc búa đấu giá xuống, quay người rời khỏi bục đấu giá. Chính trong giây phút này, bên dưới đột nhiên có người dương biển lên, lớn tiếng nói, tôi ra giá. Người dương biển ra giá là một người trung niên ngồi ở giữa hàng thứ ba, hơi chết sang trái một chút. Giọng nói đó đã thu hút mọi ánh nhìn của tất cả những người đang có mặt trong hội trường. Ông ta dương dương tự đắc, quay lại tấm biển trên tay để những người xung quanh nhìn thấy. Lớn tiếng hét, tôi ra giá 10 vạn. Giá khởi điểm của tấm kệ tranh ngọc này là 80 vạn. Ông ta chỉ ra giá 10 vạn. Đây rõ ràng là phá quấy, làm trò. Tề Ninh hiển nhiên biết người này ông vẫn giữ phép lịch sự, nói, xin lỗi Lưu Tiên Sinh, ngài ra giá thấp hơn giá khởi điểm, bởi vậy vô hiệu. Người trung niên họ Lưu cười mỉa, ồ, là tôi thấy ông hô hào trên bục đấu giá nhưng không ai buồn để ý tới nên mới muốn giúp ông gỡ rối. Hóa ra là tôi sai rồi, vật găm hàng quý giá nhất này xem ra để quốc tế hoa bảo tự giữ lấy, vốn không chuẩn bị bán ra ngoài mà. Khi nói tới vật găm hàng quý giá nhất, Ông ta cố ý nhấn mạnh gần giọng kéo theo đó là cả một tràng cười nhạo báng. Tề Ninh miễn cưỡng ứng phó nói, đem ra đấu giá, đương nhiên là chuẩn bị bán đấu giá rồi. Người trung niên họ Lưu đổi giọng rất nhanh, lớn tiếng chất vấn, chuẩn bị bán đấu giá, thế sao ra giá cao vậy? Nó thật sự đáng 80 vạn, đủ tư cách làm vật găm hàng không. Tề Ninh không nói được gì nữa. Người trung niên họ Lưu kiên quyết không tha, hỏi dồn tới chân tường hai mươi mấy chuyên gia đồ cổ đều nói nó là vật cấp thấp. Tiên sinh Uông Thế Tương còn định giá nó chỉ đáng 10 vạn. Lẽ nào mắt họ đều có vấn đề? Các người dùng đồ cấp thấp làm vật găm hàng, chỉ đáng 10 vạn mà ra giá khởi điểm tới 80 vạn. Định ý vào danh tiếng của quốc tế hoa bảo lừa gạt người mua, lừa đảo tiền bạc đúng không? Hay là cố ý dùng vật găm hàng cấp thấp tự gây ra tiếng cười hô hố, lừa bịp tình cảm của mọi người, thu hút sự quan tâm của mọi người? Bất luận mục đích của các người là gì, hành vi này đều là lừa đảo cực độ. Với danh nghĩa là một nhân sĩ trong ngành đấu giá, Lưu Hoa đồng tôi coi thường các người. Quốc tế Hoa Bảo có to lớn hơn, nổi tiếng hơn, cũng không thể tùy tiện lừa gạt các vị khách hàng. Còn Tê Ninh ông, mắt miệng nổi tiếng, năng lực giám định và thưởng thức hàng đầu mà không thể nhận ra vật không đáng giá với giá trị của nó sao? Lẽ nào trong mắt chuyên gia đấu giá hàng đầu như ông chỉ có tiền? Đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất chạy đi đâu mất rồi hả? Những lời này càng nói càng cay nghiệt, từ phê bình vật bán đấu giá tới phê bình quốc tế hoa bảo, cuối cùng chuyển sang công kích nhắm thẳng vào Tề Ninh. Nói tới mức hai tay Tề Ninh phải vịn vào bục, mặt trắng bệt, xấu hổ tới đỉnh điểm, tới nỗi một câu phản bác cũng không thốt ra được. Tâm trạng của người mua phía dưới cũng bắt đầu bị kích động, náo loạn theo. Người thì cười nhạt, người thì coi thường Người thì túm năm tụm ba bàn tán về quốc tế hoa bảo, xem thường tề ninh, cả hội trường đấu giá bỗng chốc náo loạn tới đỉnh điểm. Đường Phong chịu sự ủy thác của hiệu trưởng trường đại học Kim Lăng đi thu thập những vật sưu tập cho thư viện mới xây của trường, bắt đầu tham gia đấu giá từ ngày thứ bảy của hội chợ đấu giá mùa xuân. Hiện giờ anh đang ngồi trên hàng ghế đầu dành cho những người mua, đã chứng kiến tất tần tật mọi việc vừa xảy ra. Khi xung quanh đang náo loạn, Lưu Hoa Đông đang dương dương tự đắc Tề Ninh toàn thân run rẩy lẫy bẫy gần như cục ngã ra sàn đấu giá thì đường phong trúc cuộc đã không thể nhìn được nữa. Anh Dương tắm biển trên tay lên, đồng thời lớn tiếng, tôi ra giá 80 vạn. Do đường phong ngồi ngay hàng ghế đầu, lại lớn tiếng hét lên, nên tuy xung quanh rất hỗn loạn nhưng Tề Ninh vẫn có thể chú ý tới anh. Mắt ông bỗng chốc sáng rực lên, giống như tóm lấy ngay được một cọng cỏ cứu mạng. Tề Ninh chỉ vào đường phong liên tiếp hét lên, tiên sinh này ra giá 80 vạn tiên sinh này ra giá 80 vạn. Lúc này, tất cả mọi người đều chú ý tới tấm biển chữ mờ đường phong đang trơ lên, cả hội trường lại bỗng chốc tĩnh lặng trở lại. Lưu Hoa Đông giống như bị bọ cạp chích cho một cái, đứng phát dậy, chỉ vào đường phong nói, không thể thế được. Không thể thế này được, cậu nhất định là cò mồi của quốc tế Hoa Bảo, nhất định là như thế. Tề Ninh lúc này đã trấn tĩnh trở lại, nghiêm nghị nói, Lưu Tiên Sinh xin lưu ý những gì bản thân ngài đang nói, ngài phỉ bán vô căn cứ như vậy, chúng tôi hoàn toàn có thể khởi kiện ngài lên tòa án. Lưu Hoa Đông hiển nhiên cũng tỏ ra là người nhanh nhạy, ban nãy chỉ là luống cuốn mà thôi, nên liền nói ngay, tôi thu lại những lời vừa nói. Nói xong lại chuyển ánh mắt về phía đường phong, chàng trai, cậu quyết định ra giá 80 vàng để mua thứ này sao? Trong đoạn đối thoại vừa rồi, đường phong đã hiểu ra Lưu Hoa Đông là người của một công ty đấu giá anh có chút phản cảm với hành động lợi dụng cơ hội kích động khách hàng để đánh trả đàn áp đối thủ. Giờ đã nghe thấy, anh lườm Lưu Hoa Đông một cái, nói, mắt ông có vấn đề hay là não có vấn đề đấy hả? Không quyết định thì tôi dương biển làm gì? Lưu Hoa Đông bị phản đòn, gằn giọng chửi rủa một câu, ngượng ngập ngồi xuống. Đường Phong không nghe rõ ông ta chửi gì, nhưng nghĩ tới mấy từ đại loại như bại não, thằng ngu, cộng thêm những ánh mắt của những khách hàng xung quanh đổ dồn lại thì cũng gần như là muốn biểu đạt cái ý đấy. Anh không vì thế mà manh động, lòng nghĩ, các người cảm thấy tôi là thằng ngốc, nhưng tôi lại thấy các người mới chính là bọn ngốc ấy. tắm biển trong tay đường phong vẫn dương lên hướng về phía tề ninh, trên một đấu giá tề ninh hô lên, vì tiên sinh này ra giá 80 vạn, còn có ai ra giá cao hơn không? Câu nói này vừa dứt, lại kéo theo một tràng cười nhạo báng nhưng Tề Ninh vẫn bỏ qua để tiếp tục trình tự 80 vạn lần thứ nhất, 80 vạn lần thứ hai, 80 vạn lần thứ. Ông chưa dứt lời thì người phụ nữ phía sau ra giá 85 vạn. Khách hàng trong hội trường bắt đầu náo loạn. Đường phong vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đợi tiếng bú của Tề Ninh gõ xuống, nghe thấy vậy vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại nhìn. Người dương biển tranh giá hóa ra là một phụ nữ tóc vàng. Hình như cô ta tới hơi muộn đến cả chỗ ngồi cũng không có, đành phải đứng ở phía sau, tay phải dương biển, trên ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn ngọc xanh quý hiếm hình dạng vô cùng độc đáo, bắt mắt. Từ một vật đấu giá chẳng ai ngó ngàng tới, sau khi mình phát giá bỗng nhiên lại có người tới cướp mất, đường phong tắt ngắm nụ cười lắc lắc đầu, hạ biển xuống. Việc phát giá của anh vừa nãy chỉ là nhất thời, nên giờ đương nhiên, anh không thể tiếp tục cạnh tranh được nữa quý cô này ra giá 85 vạn, có còn giá nào cao hơn không? Được, vị tiên sinh này ra giá 90 vạn, lại có người ra giá cạnh tranh rồi. Lần này là một ông lão tóc bạc phơ, cánh tay đang dương tắm biển lên trắng bệt, khô héo, cứng đơ. Người phụ nữ tóc vàng và ông lão tóc bạc dường như đều nhất định phải đoạt được tấm kệ tranh ngọc này, không thể nhường nhịn nhau. Dưới sự chủ trì của Tề Ninh, giá cạnh tranh từng bước được nâng lên. Vật găm hàng cuối cùng của hội chợ đấu giá mùa xuân lần này, từ giá khởi điểm 80 vạn không ai buồn hỏi hang chẳng mấy chốc đã được nâng tới 900 vạn. Những người mua phía dưới bục đấu giá từ chỗ thì thào to nhỏ, đến lúc này đã hoàn toàn lặng thinh nhìn người phụ nữ tóc vàng và ông lão tóc bạc kịch liệt tranh giá. Sau khi người phụ nữ tóc vàng ra giá 900 vạn, ông lão tóc bạc dường như đã mất hết kiên nhẫn, ông dương biện hét lên, 1.000 vạn, thêm vào hẳn 100 vạn rõ ràng là muốn đánh tan hoàn toàn tâm lý phòng bị của đối phương. Quả nhiên, người phụ nữ tóc vàng không lập tức nâng giá giống trước đó nữa mà bắt đầu trở nên do dự. Tề Ninh phát huy sở trường miệng lưỡi của ông, không để lỡ thời cơ hỏi ngay, quý cô đây, vì lão tiên sinh này ra giá một ngàn vạn, cô có còn giá cao hơn không? Người phụ nữ tóc vàng cúi đầu im lặng. Trên bục đấu giá, Tề Ninh bắt đầu tính thời gian, một ngàn vạn lần thứ nhất một ngàn vạn lần thứ hai. Lúc này, đường phong nhìn thấy người phụ nữ tóc vàng lấy tay ra hiệu đợi một lúc, sau đó móc điện thoại ra gọi. Tề ninh hô lên trên bục đấu giá, cô cứ cân nhắc thêm, tôi có thể đợi cô. Nhưng thời gian của quý cô không còn nhiều nữa đâu. Người phụ nữ tóc vàng đã gọi được điện thoại và nói tiếng Anh liến thoáng. Cô ta nói rất nhanh, đường phong ngồi hàng đầu, khoảng cách hơi xa nên không nghe thấy cô ta nói gì lúc này lại nghe thấy tề ninh thúc giục, nếu như cô không ra giá, tấm kệ tranh ngọc này sẽ thuộc về lão tiên sinh đây. Người phụ nữ tóc vàng ngắt máy, lại dương tấm biển trên tay lên, hét lên bằng tiếng hán có chút lơ lớ, tôi trả. Cô ta vẫn chưa hét ra giá thì đường phong đã nghe thấy một tiếng tin, anh biết rằng đó là tiếng chiếc búa đấu giá gõ xuống. Nhưng người phụ nữ tóc vàng rõ ràng đã dương biển lên, tề ninh với tầm nhìn và phản ứng của bậc chuyên gia đấu giá trong quốc tế hoa bảo không thể không để ý thấy. Đường Phong quay đầu lại nhìn Tề Ninh trên bục đấu giá, chỉ nhìn thấy ánh mắt phức tạp của ông đang thu lại ánh nhìn. Dõi theo ánh mắt của ông ta, Đường Phong nhìn thấy cánh cửa nhỏ chết bên trái hội trường có chút lay động. Tề Ninh đứng trên bục đấu giá tuyên bố quyền sở hữu của kệ tranh ngọc. Người phụ nữ tóc vàng trong cơn phẫn nộ nói tiếng Hán càng thêm tồi tệ, nên đã chuyển hẳn sang dùng tiếng Anh nói chuyện với Tề Ninh trách mắng Tề Ninh tại sao rõ ràng đã nhìn thấy cô ta dương biển rồi mà vẫn còn gõ búa. Tề Ninh cũng dùng tiếng Anh trôi chạy đáp lại, giải thích rằng đã cho cô ta thời gian rồi, nếu như tiếp tục đợi thì sẽ không công bằng với những người mua khác. Người phụ nữ tóc vàng biện luận, cô ta đã dương biển lên rồi, hơn nữa trước khi cô dương biển, Tề Ninh vẫn chưa nhắc nhở lần cuối cùng mà. Một số người nghe hiểu cuộc đối thoại giữa họ nên bắt đầu làm loạn theo, chỉ trích Tề Ninh không công bằng nhưng đại đa số đã không còn hứng thú với việc này nữa. Cả một buổi chiều đấu giá đã khiến mọi người mệt mỏi rã rời. Người người lần lượt đứng dậy kéo nhau ra khỏi hội trường. Người phụ nữ tóc vàng đứng ở hàng sau cùng cũng bị chìm giữa biển người rời khỏi đây. Đường Phong thấy Tề Ninh chuẩn bị rời khỏi buộc đấu giá nên đã gọi ông ta lại, hỏi, ban nãy ông vừa nhìn thấy gì vậy? Nét mặt Tề Ninh trở nên rất khó hiểu đường phong hướng về phía cánh cửa nhỏ chết bên trái hội trường liếc nhìn một cái hỏi lại có phải có người điều khiển ông không sắc mặt tề ninh biến đổi rõ rệt lắp ba lắp bắp nói không tôi không hiểu anh đang nói gì xin lỗi hội chợ đấu giá đã kết thúc rồi tôi phải đi đây nói xong ông ta liền vội vàng bỏ đi đường phong ngồi đó đợi người về gần hết mới đứng dậy rời khỏi hội trường đấu giá anh bước về phía thang máy cửa thang máy đang chuẩn bị khép lại, anh kêu lên một tiếng xin đợi một chút, rồi chạy nhanh tới trước cửa thang máy. Người trong thang máy nghe thấy tiếng gọi của anh nên đã nhấn nút mở cửa. Người trong thang máy là một ông lão tóc bạc phơ. Đường Phong nhìn ông với ánh mắt có chút hoài nghi, khi anh thấy đôi cánh tay trắng bệt, khô héo. Cứng đơ của ông thì đã lập tức nhận ra, ông ta chính là ông lão đấu giá được tấm kệ tranh ngọc cuối cùng. Thang máy chạy xuống, Ông lão nhìn đường phong một cái, đột nhiên cất giọng hỏi, cậu chính là chàng trai khởi giá 80 vạn phải không? Đường phong gật gật đầu. Ông lão tiếp, cậu cũng hứng thú với tấm kệ tranh ngọc này. Đường phong thuận miệng trả lời qua loa, cũng tạm tạm. Ông lão hỏi, đã có hứng như vậy thì sao không tiếp tục tranh giá? Nếu như không hứng thú thì tại sao người khác đều không buồn để ý, cho rằng đây là thứ chỉ không đáng tới 10 vạn, mà cậu lại chịu ra giá 80 vạn? Hay cậu thực sự là cò mồi của quốc tế Hoa Bảo? Đường Phong cười lạnh lùng, đáp, nếu như tôi là cò mồi của quốc tế Hoa Bảo thì lẽ nào ông lại không biết? Ông lão sững sờ, hỏi, ý gì? Đường Phong đáp, ông và chuyên gia đấu giá đó không phải đã cấu kết với nhau rồi đó sao? Vừa nãy nếu như không phải ông ta ngầm dở trò, gõ búa trước thì ông có thể mua được tấm kệ tranh ngọc dễ dàng vậy ư? Mặt ông lão biểu lộ thâm ý, trầm tư một lúc lại hỏi tiếp, cứ cho rằng tiếp tục tranh giá đi chăng nữa thì sao nhỉ? Một ngàn năm trăm vạn, hai ngàn vạn, chỉ là bỏ thêm chút tiền mà thôi, tấm kệ tranh ngọc vẫn sẽ rơi vào tay tôi. Đường phong ghét nhất loại người thùng rỗng kêu to kiểu này, chẳng buồn khách khí nói luôn, nếu ông thật sự không coi trọng tiền bạc, thế tại sao không trực tiếp lấy tiền ra, quang minh chính đại vượt mặt người ta, mà lại làm trò đê tiền như thế? ông lão lắc lắc đầu nói không cậu nhầm rồi tôi không cấu kết với chuyên gia đấu giá sự việc này có chút kỳ lạ nhưng chẳng liên quan gì tới cậu cả chàng thanh niên ạ à. nói xong ông định giơ tay ra vỗ vỗ vai Đường Phong nhưng đã bị Đường Phong xoay người né tránh nên đành bối rối thu tay lại trở về khách sạn Đường Phong bật máy tính lên mạng tra cứu tin tức về hội chợ đấu giá mùa xuân năm nay Thông tin tìm được nhiều nhất liên quan tới vật găm hàng cuối cùng và nhân vật chủ chốt liên quan tới sự kiện này có lão tiên sinh Uông Thế Tương. Ông vốn được mệnh danh là nhà chơi đồ cổ đệ nhất Bắc Kinh. Uông lão tiên sinh là chuyên gia văn vật, nhà giám định thưởng thức văn vật, nhà sưu tầm nổi tiếng, nhân vật kiệt xuất trong giới văn vật. Toàn quốc mỗi năm có khoảng hơn chục hội chợ đấu giá văn vật quy mô lớn và vừa vì phép lịch sự ban tổ chức đều sẽ gửi thiếp mời và quyển giới thiệu tới cho Uông Lão Tiên Sinh. Nhưng Uông Lão Tiên Sinh chưa từng tham dự lần nào, nhiều nhất cũng chỉ xem xong quyển giới thiệu, ủy thác người khác đi đấu giá mua lại mấy văn vật. Không ngờ, hội chợ đấu giá mùa xuân của quốc tế Hoa Bảo lần này, chỉ trong ngày đầu tiên, khi tất cả những vật đấu giá được đem ra triển lãm, Uông Lão Tiên Sinh đã đến tận nơi. Ông nhắm tới vật găm hàng cuối cùng, tấm kệ tranh ngọc. Sau khi xem xét tỉ mỉ tấm kệ tranh ngọc, Uông lão tiên sinh chỉ nói đúng một câu, quá đặc biệt đấy, sau đó bỏ đi. Sau này có phóng viên dùng đủ mọi kế sách tới phỏng vấn ông, hỏi đến việc này, Uông lão tiên sinh im lặng không chịu hé răng, bị hỏi tới nổi bực dọc, ông lại thốt ra một câu tấm kệ tranh ngọc đó chỉ đáng 10 vạn. Đáng giá 10 vạn thì chỉ được xếp vào loại đồ cổ cấp thấp. Loại hàng như vậy đương nhiên không đủ tư cách để trở thành vật đấu giá cuối cùng nhưng do quốc tế hoa bảo vẫn cứ nhất định muốn làm vậy nên đã khiến cho uông lão tiên sinh sau khi đọc quyển giới thiệu lại tới xem triển lãm vật đấu giá sau khi xem vật đấu giá xác nhận mình đã không nhìn lầm vật găm hàng đấu giá cuối cùng này thực tế là hàng cấp thấp một người trung hậu cao niên như uông lão tiên sinh chỉ nói một câu quá đặc biệt đấy rồi ra về là đã giữ thể diện cho quốc tế hoa bảo rồi Hai câu nói của Uông Thế Tương, quá đặc biệt đấy, tấm kệ tranh ngọc đó chỉ đáng 10 vạn. Cộng thêm những nhận định thêm cành thêm lá của phóng viên viết bài, nên sau khi lên báo đã lập tức được chuyển đăng vô số lần. Hội chợ đấu giá mùa xuân của quốc tế Hoa Bảo cũng được chú ý tới hơn những lần trước đó. Trước hôm triển lãm vật đấu giá 3 ngày, hơn hai 20 vị chuyên gia văn vật, nhà giám định thưởng thức văn vật trên toàn quốc đều tới xem tấm kệ tranh ngọc này. Từ góc độ chuyên gia phân tích kỹ lưỡng, rút cuộc họ đều nhất loạt tán đồng với thuyết pháp của Uông Lão Tiên Sinh, tấm kệ tranh ngọc đó chỉ đáng 10 vạn. Đến ngày thứ bảy của hội chợ đấu giá mùa xuân thì đường phong mới đến, nên không biết về những việc này, giờ thì anh mới hiểu ra tại sao cuộc đấu giá chiều nay lại có nhiều người tham gia đến vậy. Tại sao khi Tề Ninh lên bục chủ trì đấu giá vật găm hàng cuối cùng, trong hội trường lại có thể duy trì bầu không khí tĩnh lặng. Hóa ra, mọi người đều chờ đợi để xem vật được các chuyên gia giám định là văn vật cấp thấp này khi được trở thành vật găm hàng đấu giá sẽ có thằng ngu nào ra giá cạnh tranh hay không hay là vì chuyên gia đấu giá sẽ ra sức hò hét giống như một thằng ngu mà chẳng ai buồn để ý đường phong cười đau khổ xem ra bản thân thực sự đã là một thằng ngốc nhưng văn vật là gì chứ không phải là thứ rách nát từ triều đại nào niên đại nào đó lưu lại sao có lẽ chúng có giá trị lịch sử có giá trị công nghệ, nhưng tuyệt đối không có giá trị tiền vàng. Giá trị tiền vàng của chúng đều là do mấy thằng mua ngu si có chút tiền nhàn rỗi đốt lấy đốt để đẩy giá lên. Đường Phong rất coi thường hành vi dùng giá trị tiền bạc để định vị văn vật như thế này, nhưng chẳng làm được gì cả, trong thời buổi kinh tế, đây sớm đã là một xu thế phổ biến từ lâu rồi. Tham gia 4 ngày hội chợ đấu giá mùa xuân, Đường Phong cũng chợp được vài thứ đồ cổ. Ngày thứ hai sau khi ăn sáng xong, anh liền gọi xe tới quốc tế Hoa Bảo làm nốt mấy thủ tục liên quan. Quốc tế Hoa Bảo ở tầng trên cùng của cao ốc Vân Hoàng, tầng 13. Đường phong bước vào cánh cửa xoay tròn của tòa cao ốc, một người đang tiến lại trước mặt. Hình như tâm trí ông ta đang treo ngược trên cành cây, ông ta không nhìn đường, lao thẳng tới hướng cửa xoay. Đường phong kéo ông ta lại, nói, cẩn thận nhìn đường chứ. Người đó dừng lại trước cửa xoay tròn, nói một tiếng cảm ơn. Đường Phong ngớ người ra, lúc này mới nhìn rõ ông ta chính là ông lão hôm qua chập được vật găm hàng cuối cùng. Lúc này tay phải ông đang xách một chiếc ca táp khóa số, tay trái cầm một tập túi hồ sơ, túi hồ sơ sẫm màu, vừa cũ vừa nát, chữ in trên túi không phải là tiếng Anh, cũng không phải là tiếng Nga. Hôm nay ông tới đây, rõ ràng là tới nhận kệ tranh ngọc, có lẽ là đang để trong chiếc ca táp khóa số đó nhưng túi hồ sơ cũ nát thì là những thứ gì nhỉ? Đường Phong đang định tiếp cận hỏi dò nhưng lúc này chiếc cửa xoay đã quay lại, ông lão bước vào theo. Qua cửa kính xoay, đường Phong nhìn thấy ông lão đi về hướng bãi đổ xe trước cửa cao ốc. Cánh cửa một chiếc Mercedes mở ra, một cô gái trẻ nhảy xuống, đưa tay ra đỡ lấy đồ đạc của ông lão. Ông lão không để cô ta đón lấy, tự mình xách đồ ngồi vào trong xe. Cô gái dầm dậm chân, ngồi vào ghế lái phóng xe đi đường phong đi thang máy lên tới tầng trên cùng của tòa cao ốc dưới sự tiếp đãi của vương khải nhân viên công ty quốc tế hoa bảo làm thủ tục liên quan rồi giao phó cho quốc tế hoa bảo vận chuyển những đồ cổ đấu giá được tới đại học kim lăng bàn giao hoàn tất vương khải nhiệt tình mời đường phong tới phòng vip nghỉ ngơi đường phong đang có việc muốn hỏi thăm nên đồng ý ngay không chút do dự trong phòng vip đường phong uống trà nói vài câu với vương khải đột nhiên vờ như hỏi bân quơ. Ban nãy lúc lên lầu tôi có gặp một khuôn mặt khá quen, hình như là vị lão tiên sinh ở hội chợ đấu giá hôm qua, ông ấy đã lấy kệ tranh ngọc đi chưa? Vương Khải đáp, đúng vậy, vị lão tiên sinh đấy đến đây từ sáng sớm, khi chúng tôi tới làm thì ông ấy đã đợi sẵn ở đây rồi. Đường Phong gật gật đầu, nói, tôi nhìn thấy ông ấy còn sách theo một sắp túi hồ sơ cũ nát, đó cũng là một vật đấu giá sao. Vương Khải cười đáp, đó không phải là vật đấu giá, hình như là những tài liệu liên quan tới kệ tranh ngọc hay sao đấy, nội dung cụ thể tôi cũng không biết. Đường Phong hỏi, bị tiên sinh đó là người thế nào? Hình như có vẻ rất nhiều tiền. Mặt Vương Khải lộ ra vẻ khó xử, nói, xin lỗi đường tiên sinh, theo quy định, chúng tôi không được tùy tiện tiết lộ thân phận của khách hàng, mong ngài thông cảm. Đường Phong biết công ty đấu giá có quy định này ban nãy chẳng qua là thử một lần xem sao. Giờ thì anh cười ha ha, nói, không sao không sao, tôi chỉ là có chút tò mò, tiện hỏi thôi, không có gì đâu. Vương Khải hùa theo cười vài tiếng, chuyển sang chủ đề về kệ tranh ngọc. Đường tiên sinh cũng hứng thú với kệ tranh ngọc, vậy sao hôm qua chỉ ra giá có một lần rồi không theo nữa? Giờ thì rất nhiều người đều cho rằng đường tiên sinh là cò mồi của quốc tế hoa bạo chúng tôi đấy lúc chẳng có ai ra giá thì lại hét giá giải vây khi có người ra giá liền lập tức dừng lại không cạnh tranh nữa đường phong hiểu anh ta nói không sai hành vi của mình hôm qua thật sự rất giống tên cò mồi lưu hoa đông còn cả ông lão tóc bạc đều đã từng nghi ngờ như vậy hiện giờ đối diện với nghi vấn của nhân viên quốc tế hoa bảo đường phong cũng không thể không giải thích gì được thực ra hôm qua tôi hét giá chẳng qua là vì ngứa mắt cái lão lưu hoa đông muốn giải vây giúp chuyên gia đấu giá tề ninh của các anh chứ tôi cũng không hứng thú lắm với cái kệ tranh ngọc đó sau đó thấy có người ra giá cạnh tranh nên cũng tiện thể buông luôn vương khải miệng há hốc vẻ mặt có chút nực cười nói chỉ chỉ đơn giản vậy sao đường phong cười ha ha đáp rất nhiều chuyện đơn giản như vậy đấy chẳng có gì phức tạp cả đúng rồi tề ninh tiên sinh hiện giờ bận không nếu như có thể tôi muốn giao lưu với ông ấy một lúc vương khải hình như vẫn chưa thoát khỏi cảm giác kinh ngạc buộc miệng đáp lại tề ninh hôm nay không đi làm người phụ nữ tóc vàng đến kiện ông ấy đấu giá gian lận ông chủ gọi vào di động của ông ấy cũng không nói tới đây anh ta mới giật mình phát hiện ra những chuyện như thế này không nên nói với người ngoài nên vội vàng im bặt đường phong biết rằng không thể hỏi thăm thêm được gì nữa liền đứng dậy cáo từ vừa mới đi tới cửa chính của cao ốc Đường Phong đột nhiên nghe thấy trên đầu một luồng gió thổi tới. Có vật gì đó từ trên trời rơi xuống, bịch một tiếng, nặng trịch nằm sóng xoài xuống mặt đất trước mặt đường phong. Đường phong hoảng sợ lùi lại một bước rồi cẩn thận quan sát, vật rơi xuống hóa ra là một người. Đầu và cơ thể của người đó đã hoàn toàn vặn vẹo lệch lạc, mặt nhếch lại, hướng về phía đường phong, máu me bê bết trên mặt, ngũ quan khó mà nhận diện đôi mắt đã từng hừng hực sức sống giờ chỉ còn toàn lòng trắng bị máu nhuộm đỏ đường phong cuối cùng cũng đã nhận ra người chết trước mặt anh chính là chuyên gia đấu giá tề ninh mà ban nãy anh muốn tìm một người đang sống sờ sờ bỗng chốc bất ngờ rơi xuống máu me bê bết nằm vắt ngang trước mặt bạn thì bạn sẽ có cảm giác thế nào nhỉ ai chưa từng trải qua sẽ mãi mãi không thể nào hiểu được chân đường phong mềm nhũng anh ngồi bệt xuống đất nhìn chầm chầm vào cái xác vặn vẹo lệch lạc cùng khuôn mặt máu me bê bết, khiến cổ anh không sao cử động được. Trong đầu anh cũng chỉ toàn sự hoảng loạn, đặc quánh như hồ. Là người trực tiếp chứng kiến sự việc, đường phong được đưa tới đồn công an để lấy khẩu cung. Trở về khách sạn, nhắm mắt lại, khuôn mặt đó của tề ninh lại hiện lên trước mặt. Khuôn mặt bối rối lúc đấu giá không một ai hỏi han tới. Khuôn mặt trắng bệch lúc bị Lưu Hoa Đông chỉ trích Khuôn mặt hoảng loạn lúc bị đường phong chất vấn, khuôn mặt máu me bê bết khi rơi từ tầng 13 xuống. Tất cả những điều này dường như đều liên quan tới vật đấu giá kỳ lạ đó, và vật đấu giá đó hiện đang ở trong tay ông lão tóc bạc. Ông ta rút cuộc là ai? Đường phong nhấc điện thoại lên, gọi vào số của Vương Khải. Điện thoại thông máy, Vương Khải alo một tiếng, giọng nói chứa đừng sự mệt mỏi. Rõ ràng, cái chết của Tề Ninh đã ảnh hưởng tới anh ta đường phong đi thẳng vào vấn đề tôi là đường phong tề ninh chết rồi rơi chết đúng trước mặt tôi trong điện thoại vương khải trầm ngâm một lúc mới đáp không ai ngờ được rằng ông ấy lại tự sát ông ấy là chuyên gia đấu giá hàng đầu của quốc tế hoa bảo sự nghiệp đang ở đỉnh cao rất xin lỗi đường tiên sinh vì đã khiến ngài hoảng sợ đường phong đáp cái chết của ông ấy không thể đơn giản như vậy hôm qua trong hội chợ đấu giá do ông ấy gian lận nên kệ tranh ngọc mới rơi vào tay ông lão tóc bạc hôm nay thì ông ấy đã chết vương khải ở đầu dây bên kia đã ngắt lời anh không đường tiên sinh nhất định là ngài đã hiểu lầm rồi tề ninh không thể gian lận đó chính là điều tối kỵ nhất trong ngành đấu giá quốc tế hoa bảo chúng tôi tuyệt đối không cho phép hành vi này xuất hiện đường phong lạnh lùng nói đây không phải là hiểu lầm rất nhiều người đều đã nhìn thấy anh cũng đã từng nói người phụ nữ tóc vàng đó còn từng đến kiện tụng tôi sẽ cân nhắc để kể lại những sự việc này cho cảnh sát tôi tin rằng sẽ có tác dụng giúp họ phá án không vương khải hấp tấp hoảng hốt kêu lên không đường tiên sinh anh làm như vậy sẽ hủy diệt cả quốc tế hoa bạo mất đường phong nói tôi chỉ muốn biết sự thật một là tôi sẽ kể lại những sự việc này cho cảnh sát để cảnh sát đi điều tra hai là anh nói cho tôi biết ông lão tóc bạc đó là ai và tôi sẽ tự mình điều tra vương khải do dự nói quy định công ty không thể tiết lộ hồ sơ của khách hàng đường phong đáp vậy được để cảnh sát đến công ty các anh tìm hồ sơ thì anh sẽ không vi phạm quy định nữa tạm biệt đường phong vừa mới ngắt máy vương khải đã lập tức gọi lại giọng điệu hấp tấp nói đường tiên sinh ngài không thể làm vậy hãy cho tôi biết địa chỉ của ngài tôi sẽ đem hồ sơ tới cho ngài ngay lập tức sau khi cung cấp địa chỉ cho vương khải đường phong rời khỏi phòng đến nhà hàng của khách sạn dùng bữa nhưng khi suất ăn vẫn chưa hoàn tất vương khải đã vội vàng tìm đến dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ đường phong liếc qua túi hồ sơ anh ta kẹp bên sườn nói cũng nhanh thật đấy vương khải đáp ngài ăn trước đi đã sau đó ta về phòng ngài nói chuyện tuy anh ta cố gắng làm ra vẻ cung kính nhưng giọng điệu cứng nhắc sắc mặt cũng khó coi, bất cứ ai khi bị người khác uy hiếp thì tâm trạng cũng đều không thể tốt được, anh ta có thể làm được tới mức này cũng đủ để thấy đây là người rất nhẫn nhịn rồi. Đường Phong buông đũa, nói: "Đi luôn bây giờ." Bước vào phòng, Vương Khải lấy từ trong túi hồ sơ ra một chiếc phong bì dày cộm, đặt lên bàn, từ từ đẩy tới trước mặt Đường Phong, nói: "Đường tiên sinh, tất cả những điều này đều chỉ là một sự hiểu lầm." So với hồ sơ của chủ nhân kệ tranh ngọc, có lẽ một khoản tiền sẽ càng có ít với ngài hơn. Đường Phong liếc anh ta, nói, tôi chịu bỏ 80 vạn mua một tấm kệ tranh ngọc chỉ đáng 10 vạn, anh cho rằng tôi là người tham tiền sao? Nếu như anh chỉ mang theo chút tiền này đến thì rất xin lỗi, tôi sẽ không thể tiếp anh được nữa. Có lẽ tôi nên tới đồn công an quanh đây rồi. Sắc mặt Vương Khải càng trở nên khó coi, anh ta lấy từ trong túi ra tập hồ sơ quẳng lên bàn, Hằng Học nói, "Đường tiên sinh, ghi nhớ sự cam kết của anh, chúng tôi đáp ứng điều kiện của anh rồi, nếu anh vẫn tới đồn công an thì." Hừm, quẳng lại câu nói Hằng Học này, anh ta quay người bỏ đi. "Đợi đã." Đường Phong nói, "Mời mang tiền của anh đi, cảm ơn." Không tiễn. Vương Khải cầm chiếc phong bì dày cộp đầy tiền lên, trước khi bước ra khỏi phòng, lại nói thêm một câu, "Xin tặng anh một câu những người ham hố tọc mạch chuyện người khác sẽ không có kết cục gì tốt đẹp cả anh tự biết dừng lại đúng lúc đi đường phong đóng cửa phòng mở túi hồ sơ mà vương khải để lại lấy hồ sơ trong đó ra đó là bản phô tô hồ sơ đăng ký của khách hàng quốc tế hoa bảo có hồ sơ cơ bản của khách hàng cùng một vài giấy chứng nhận tài sản ông lão tóc bạc đấu giá được kệ tranh ngọc tên là lương vân kiệt người hồng kông Tuy không phải là thương nhân nhưng Đường Phong vốn đã nghe danh Lương Vân Kiệt từ lâu. Lương Vân Kiệt quê gốc ở Bắc Kinh, tới Thượng Hải vào cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, lập nghiệp ở Thượng Hải từ hai bàn tay trắng, gây dựng sự nghiệp. Từ một công ty nhỏ chẳng mấy ai chú ý tới, từng bước từng bước phát triển tới độ nước danh, trở thành tập đoàn công ty đa quốc gia có giá trị tài sản lên tới hàng ngàn tỷ đô la Hồng Kông. Mấy năm trước, lương vân kiệt đã giao phó sự nghiệp công ty cho con trai ruột lương dũng tuyền điều hành bản thân chỉ duy trì chức danh chủ tịch danh dự lui khỏi thương trường sống những ngày tháng vi vu an nhàn trong hồ sơ ghi rõ kệ tranh ngọc đó là vật đấu giá duy nhất mà lương vân kiệt mua đường phong lại lên mạng tìm kiếm thêm thông tin khác về lương vân kiệt thì phát hiện ra ông ta thích những môn thể thao như chạy bộ cưỡi ngựa bắn súng nhưng không hề có sở thích sưu tập đồ cổ thương nhân luôn coi trọng lợi ích, vậy thì việc một thương nhân không có sở thích sưu tập đồ cổ mà lại chịu trả giá cao để mua một thứ đồ cổ cấp thấp, mà các chuyên gia đánh giá chỉ đáng 10 vạn, đã thực sự khiến người ta phải tò mò suy nghĩ. Căn cứ theo phương thức liên lạc trên hồ sơ, Đường Phong gọi vào số của Lương Vân Kiệt nhưng không có người nghe máy, gọi liên tục hai ngày cũng vẫn vậy. Đường Phong còn tìm thấy số điện thoại của tập đoàn công ty Tân Sinh gọi vào đó nhưng nữ nhân viên nghe máy đáp lại rằng Lương Vân Kiệt chỉ là chủ tịch danh dự, đã nửa năm nay chưa tới công ty rồi. Ngày thứ ba, Đường Phong đáp máy bay tới thăm quyến, chuẩn bị tham gia một hội chợ đấu giá tại đó. Vừa mới xuống máy bay thì đã nghe thấy điện thoại đổ chuông, là một số lạ gọi tới. Giọng người gọi điện già nua, chào đường tiên sinh, tôi là Lương Vân Kiệt, chúng ta đã gặp nhau tại hội chợ đấu giá mùa xuân Bắc Kinh. Hiện tôi đang ở Quảng Châu, cậu có thể tới đây một chuyến không? Tôi có việc vô cùng quan trọng muốn thương lượng với cậu. Chương 2, Lão Ca Trong quán trà bên bờ Châu Giang, Quảng Châu, thời tiết chính hạ đặc trưng của vùng đất phía nam, đường phong ngồi một mình gần cửa sổ, thưởng thức một ấm trà long tỉnh. Sau khi nhận cuộc điện thoại của Lương Vân Kiệt tại thăm quyến, hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt, đường phong không màng nghỉ ngơi, lập tức đáp xe tới Quảng Châu. Đường Phong nhìn đồng hồ, 8 giờ tối rồi, Lương Vân Kiệt vẫn chưa xuất hiện. Ngoài cửa sổ trời đang mưa, dòng châu Giang bị bao trùm trong mưa khói mịt mù. Bỗng Đường Phong thất thần nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, từ từ, từ từ. Trên kính cửa sổ hiện lên một khuôn mặt hung ác dữ tợn. Khuôn mặt đó, khuôn mặt đó rõ ràng là khuôn mặt khủng khiếp của Tề Ninh lúc rơi xuống đất chết. Đường Phong ra sức dụi mắt, khuôn mặt trên kính cửa sổ, biến mất, ngoài cửa sổ vẫn là màn mưa nặng trĩu, đen kịt. Chàng trai, để cậu đợi lâu quá, Lương Vân Kiệt rút cuộc cũng đã tới, ông đứng cạnh bàn, giơ tay ra, cánh tay vẫn trắng bệt, khô khốc, cứng đơ như thế. Đường Phong không buồn để ý tới cánh tay phải của Lương Vân Kiệt đang giơ ra, lạnh lùng hỏi, ông từ Hồng Kông đến lúc chiều ư. Ừm, dừng chân ở thư viện một lúc, thế nên bây giờ mới tới. Lương Vân Kiệt có chút bối rối thu tay phải về. Tìm tôi có việc gì, nói đi. Đường Phong hỏi thẳng vào vấn đề. Lương Vân Kiệt ngồi xuống ghế đối diện, trầm ngâm một lúc, nói, nghe nói là chuyên gia đấu giá Tề Ninh chết rồi. Đường Phong nhìn ông ta chầm chầm cười lạnh lùng, ông cố ý giả vờ không biết hay là thực sự mới biết tin đó. Lương Vân Kiệt châu châu mày, đáp, ý cậu là sao? Ý là sao? lẽ nào ông không hiểu ư tề ninh do đâu mà vô duyên vô cớ nhảy lầu tự tử nguyên nhân duy nhất mà tôi có thể nghĩ tới chính là hội chợ đấu giá cuối cùng mà ông ấy chủ trì lúc còn sống và chính trong hội chợ đấu giá đó do một động thái không bình thường của ông ta đã khiến ông đoạt được tấm kệ tranh ngọc kỳ lạ đó đường phong cố ý đem sự nghi ngờ và mâu thuẫn nhắm thẳng vào lương vân kiệt cậu nghi ngờ cái chết của tề ninh có liên quan tới tôi lương vân kiệt vốn rất bình tĩnh giờ bắt đầu hiện rõ sự kích động lẽ nào ông không đáng để nghi ngờ sao chàng trai cậu phải có chứng cứ không được tùy tiện ngậm máu phun người dù lương vân kiệt đã cố gắng kìm giọng nhưng vẫn không giấu được sự kích động đường phong đáp chứng cứ được tôi hỏi ông hôm đấu giá đó người phụ nữ tóc vàng cạnh tranh cùng ông rõ ràng đã dương biển lên tề ninh rõ ràng cũng đã nhìn thấy nhưng ông ta vẫn gõ búa. Sau khi búa được gõ xuống, người được lợi chính là ông. Vậy ông giải thích thế nào đây? Còn cả hôm sau, sau hội chợ đấu giá, ông tới nhận vật đấu giá. Tại sao lại hồn siêu phách lạc, còn xém chút nữa là đâm vào cửa xoay? Hôm đó, sau khi ông ra về chưa được bao lâu thì tề ninh chết. Lương Vân Kiệt giật bắn mình, đứng phát dậy, đưa tay ra chỉ về phía đường phong, cậu theo dõi tôi. Cậu, cậu có mục đích gì? đường phong đáp ai rảnh rỗi mà theo dõi ông tôi đến làm thủ tục cho vài món đồ đấu giá mua được thì gặp ông quán trà rất yên tĩnh lương vân kiệt vừa mới to tiếng còn đứng cả dậy nên lập tức thu hút sự chú ý của những khách uống trà khác ông lại ngồi xuống gằn giọng nhưng giọng điệu vẫn rất nghiêm trọng rút cuộc tại sao cậu lại theo dõi tôi đường phong đáp nếu tôi rắp tâm theo dõi ông thì hôm đó khi ông chuẩn bị đâm vào cửa xoay tôi đã không kéo ông lại Lương Vân Kiệt im lặng, nhìn thẳng vào mặt Đường Phong. Đường Phong thản nhiên đấu mắt với ông ta. Một lúc sau, biểu hiện căng thẳng của Lương Vân Kiệt đã dịu xuống, ông hỏi: "Chàng trai, cậu có thể nói cho tôi biết, tại sao cậu lại chịu ra giá 80 vạn cho tấm kệ tranh ngọc không ai buồn hỏi han tới đó? Nếu như cậu thực sự hứng thú với nó, thì tại sao chỉ ra giá một lần rồi không trả giá thêm nữa?" Đường Phong nói lại lần nữa những lời lần trước đã nói với Vương Khải cho ông ta nghe. Lương Vân Kiệt nghe xong, vẻ mặt hoàn toàn bất ngờ, hỏi: "Bỏ ra 80 vạn, chỉ là để giải vây cho một chuyên gia đấu giá không hề quen biết?" Đường Phong lắc đầu, nói: "Là giúp ông ta giải vây, nhưng đồng thời cũng để mua một thứ đồ cổ. Đừng nói với tôi những lời đại loại như đồ cổ đó chỉ đáng giá 10 vạn, trong mắt tôi, đồ cổ không có giá trị tiền bạc nào cả." chúng chỉ có giá trị lịch sử, giá trị công nghệ. Nếu dùng giá trị tiền bạc để so sánh, dùng 80 vạn hay là dùng 800 tệ mua nó đều không đáng. Lương Vân Kiệt sững sờ nhìn đường phong, một lúc sau, than thở, chàng trai, tôi có thể tin cậu không? Đường phong không chút khách khí đáp, tùy, dù sao tôi cũng không tin ông. Lương Vân Kiệt bị chặn họng nên ngớ cả người ra, đáp, xin cậu hãy tin tôi, tề ninh gian lận và tự sát thật sự không liên quan tới tôi. Trong đó có một âm mưu to lớn. Đường Phong hỏi, âm mưu gì? Lương Vân Kiệt định nói nhưng rồi lại thôi, đắn đo một lúc, lại là câu, tôi có thể tin cậu không? Nếu như không phải thấy bộ dạng ông ta da rẻ nhăn nheo, trâu tóc bạc phơ, thì Đường Phong chỉ muốn đấm một phát vào mặt ông ta. Anh lạnh lùng đáp, ông muốn tôi tin ông, thì trước tiên ông phải tin tôi. Lương Vân Kiệt hỏi, Cậu muốn tôi tin cậu thế nào đây? Đường Phong rút cuộc đã đưa câu chuyện về chủ đề chính, trước tiên tôi phải được biết, lần này ông tới đây tìm tôi là vì cái gì? Lương Vân Kiệt đáp, có một bí mật lớn, âm mưu lớn, liên lụy tới một phạm vi rất rộng, cũng rất nghiêm trọng, nghiêm trọng hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Tôi cần được giúp đỡ. Tôi nhớ ra trong hội chợ đấu giá, cậu cũng có hứng thú với kệ tranh ngọc nên đã cho người tìm kiếm chút thông tin về cậu. Đừng nổi giận, tôi không có ác ý, chỉ là muốn xác nhận lại chút thôi, xem cậu có đáng tin hay không." Đường Phong lạnh lùng đáp, kết quả là tôi không đáng tin." Lương Vân Kiệt lắc đầu nói, "Không, kết quả điều tra khiến tôi rất hài lòng, cậu là người vẫn có thể kiên quyết duy trì nguyên tắc của bản thân hiếm có còn sót lại trong xã hội vật chất hiện nay, đến cả người bạn già của tôi là Trung Bình cũng rất ca ngợi cậu." Đường Phong ngạc nhiên hỏi ông quen biết giáo sư la trung bình giáo sư la trung bình là nhà sử học nổi tiếng trình độ học vấn và nhân cách tu dưỡng đều danh nổi như cồn trong giới học thuật đường phong tuy mới chỉ tiếp xúc với ông vài lần nhưng ông chính là một trong số rất ít người mà đường phong thật lòng kính phục lương vân kiệt lấy tay ra hiệu đợi một chút móc điện thoại ra gọi nói vài câu sau đó đưa điện thoại cho đường phong la trung bình muốn nói chuyện với cậu đường phong nhận điện thoại đầu dây bên kia quả là giọng nói của giáo sư la giáo sư la nhấn mạnh lương vân kiệt là bạn của ông tuyệt đối đáng tin cậy sau đó nói thêm vài câu rồi ngắt điện thoại đưa trả lại điện thoại cho lương vân kiệt thấy bộ dạng nhẹ nhõm của ông đường phong nói ban nãy ông cũng nói tôi là người trọng nguyên tắc giáo sư la tin tưởng ông tôi tin tưởng giáo sư la nhưng điều đó không nhất thiết đồng nghĩa với việc tôi cũng tin tưởng ông lương vân kiệt sắc mặt đanh lại có chút choáng váng có vẻ muốn nổi giận nhưng rút cuộc ông đã kiềm chế được hạ giọng nói chàng trai cậu còn muốn thế nào nữa đường phong hơi xoay người hướng về phía trước đáp tôi muốn biết tại sao ông lại chịu trả giá cao như vậy để mua tấm kệ tranh ngọc kỳ lạ đó còn nữa những túi hồ sơ ông có được lúc tới nhận kệ tranh ngọc có những gì trong đó hai câu hỏi này vừa thốt ra khỏi miệng đường phong nhận thấy lương vân kiệt dù đã cố gắng hết sức kiềm chế nhưng biểu hiện rõ ràng cho thấy ông vẫn bị chấn động hai câu hỏi đó rõ ràng đã tác động rất lớn tâm can ông ông uống một ngụm trà dừng lại một lúc rồi mới đáp những điều này tôi sẽ nói với cậu nhưng phải sau khi tôi đã hoàn toàn tin tưởng cậu đường phong nói vậy thì đợi sau khi ông tin tưởng thì hẳn đến tìm tôi nói xong anh đứng dậy bước nhanh ra khỏi quán trà bỏ mặc những lời gọi với theo của lương vân kiệt đường phong cầm ô đi men theo bờ sông Châu Giang. Về bí mật lớn mà Lương Vân Kiệt nói, anh thực sự rất quan tâm, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Lương Vân Kiệt có thể tùy tiện điều tra anh. Điều càng khiến anh bực bội là sau khi Lương Vân Kiệt điều tra xong mà vẫn không hoàn toàn tin tưởng anh, vẫn muốn anh chứng minh thêm về bản thân, vậy thì sao mà anh không tức giận đến mức tỏ thái độ cho được. Dù sao thì nếu Lương Vân Kiệt cần anh, nhất định vẫn phải đến tìm anh. Mưa vẫn rơi, đã hơn 10 giờ đêm. Thời khắc này đối với cuộc sống phong phú về đêm của người Quảng Châu mà nói thì vừa vặn đến lúc. Những quán bar, nhà hàng ven sông Châu Giang đèn hoa xanh đỏ, nếu không phải trời mưa, sẽ càng náo nhiệt hơn. Đường phong vô tâm không lưu luyến gì nơi đây, anh đi thẳng rồi rẽ vào một con đường yên tĩnh khuất lấp, anh nhớ là băng qua con đường này thì có thể trở về khách sạn mình ở. Bước đi trên con đường tối thui, đột nhiên, Đường Phong nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, tìm kiếm nơi tiếng kêu phát ra thì lại thấy bên đường có một con ngõ hẹp, trong ngõ có hai bóng đen lướt qua, rất nhanh, con ngõ lại trở nên tĩnh lặng, mặc dù tiếng kêu thảm thiết vừa phát ra từ đây. Đường Phong thu hết can đảm, bước nhanh vào con ngõ, từ từ, chậm chậm. Anh tới gần hơn, rồi nhìn thấy một người đang nằm trên đất. Đường Phong cúi xuống xem xét giật mình khi phát hiện ra người nằm trên đất chính là ông lão tóc bạc phơ lương vân kiệt lúc này trước ngực lương vân kiệt có một vết thương máu tươi đang tuôn ra xối xả đường phong vội vàng đỡ lương vân kiệt dậy khẽ kêu lên lương lão tiên sinh lương lão tiên sinh lương vân kiệt khó nhọc mở mắt xem ra ông đã rất yếu muốn mở miệng nói nhưng lại không nghe rõ ông nói những gì đường phong ghé tai vào sát miệng ông lúc này mới nghe được đức quảng huyết chú ba. Huyết chú đáng sợ lại. Lại trở lại rồi. Thư. Viện. Bảy. Bảy mươi mốt. Lương Vân Kiệt gắn cao giọng. Ông dùng toàn bộ sức lực thốt ra con số cuối cùng. Rồi rút cuộc tim ông đã ngừng đập. Lương Vân Kiệt ban nãy còn muốn nói bí mật ra cho đường phong. Lúc này đã trở thành một cái xác lạnh cống. Nằm bất động trong con ngõ nhỏ mưa rơi. Nước mưa vương vãi trên khuôn mặt đường phong và cũng rớt trên mái tóc bạc của Lương Vân Kiệt đường phong nhẹ nhàng vuốt mắt cho ông. đột nhiên anh nhớ lại một bóng đen còn lại. ban nãy rõ ràng nhìn thấy có hai bóng đen trong ngõ, nhưng khi đường phong đến gần lại chỉ phát hiện ra mỗi lương vân kiệt nằm trên đất. vậy bóng đen kia đâu? nghĩ tới đây đường phong bất giác lạnh toát sống lưng. anh quen ngoắt đầu lại. phía bên này là con đường ban nãy anh vừa đi tới không có người, lại nhìn về phía bên kia của con ngõ nhỏ trong mưa. đầu đó thông ra một con đường khác, hình như con đường đó còn náo nhiệt hơn chốc chốc lại có xe chạy qua, hung thủ đã bỏ chạy theo hướng đó. Đường Phong đứng dậy, từ từ hướng về phía đầu ngõ trong mưa đó, trong ngõ rất tối, Đường Phong cầm điện thoại, lấy nó làm công cụ chiếu sáng, anh cảnh giác quan sát xung quanh, đặc biệt là hai bên ngõ tối thui, Đường Phong bước khoảng ba chục bước, đột nhiên, sau lưng anh vọng lại một chuỗi âm thanh khe khẽ, Đường Phong xoay người lại nhìn, chỉ thấy một bóng đen đang bò lên xác của Lương Vân Kiệt, không biết đang làm gì đường phong nhìn không rõ hình dạng của bóng đen anh cũng không rõ mình lấy dũng khí từ đâu ra hét lên một tiếng sau đó nhặt một viên gạch dưới đất lên bước nhanh về phía bóng đen đó bóng đen thấy tình hình không ổn quay đầu hướng về đầu ngõ bên kia bỏ chạy đường phong quay lại cảnh sát lương vân kiệt dùng ánh sáng yếu ớt phát ra từ điện thoại soi chiếu chỉ thấy quần áo trên người lương vân kiệt sọc sệt chiếc túi da luôn đeo bên người rơi bên cạnh hình như bóng đen ban nãy tìm kiếm vật gì đó trên thi thể, có lẽ, có lẽ trên người Lương Vân Kiệt thật sự có vật quan trọng nào đó, bị bóng đen lấy đi mất rồi. Nhìn lại thấy bóng đen đó đã sắp chạy tới đầu ngõ, đường phong liền, bất chấp tất cả lao theo. Thời còn đi học, đường phong cũng đã từng đoạt giải quán quân chạy cự ly ngắn toàn trường, người bình thường không phải là đối thủ của anh, nên phút chốc, đường phong đã đuổi tới đầu ngõ, ra đường. Bóng đen và đường phong một trước một sau truy đuổi trên đường trong đêm tối nhờ ánh sáng đèn đường đường phong nhìn thấy bóng đen đó mặc một chiếc áo khoác da cổ áo dựng đứng còn đội một chiếc mũ nên lại càng chẳng nhìn rõ mặt người đó tốc độ của bóng đen rất nhanh đường phong cũng dốc hết sức lực toàn thân nhưng vẫn không đuổi kịp nhưng đuổi được một lúc đường phong bỗng phát hiện ra người đó vốn cũng không quen đường ở đây bóng đen hoảng loạn không biết chọn đường nào nên lao về phía bờ sông châu giang thằng chó chết lúc bóng đen chạy băng qua đường vì không nhìn đèn giao thông nên đã bị một chiếc taxi đang phi vùng vụt lao tới đâm phải khiến người tài xế bật ra câu chửi nhưng bóng đen bị đâm mà chẳng hề hấn gì cả hắn lập tức đứng phắt dậy băng qua đường mất hút bên bờ sông đường phong đợi tín hiệu đèn giao thông chuyển xong mới băng qua đường đến khi anh chạy tới bờ sông thì bóng đen đã mất tâm từ lâu đường phong nhìn về phía mặt sông mưa khói bao trùm mịt mùng giữa mặt sông xuất hiện một xoáy nước nho nhỏ. Tâm xoáy nước đang nổi lên một chiếc mũ. Đây chính là chiếc mũ mà người ban nảy đội. Đường phong bất giác nghĩ lẽ nào người đó nhảy xuống sông rồi. Khắp người đường phong ướt đậm nước mưa. Anh thở dốc, quay người, nhìn xung quanh, đầu đường. Một chiếc taxi đang đổ đợi khách. Bác tài lơ đảng hút thuốc, dùng ánh mắt kỳ lạ dò xét đường phong. Và chiếc xe con đang đổ ven đường. Đường phong không nhìn rõ phía trong xe, anh không biết trong xe có phải cũng đang có đôi mắt chằm chầm nhìn mình hay không. Trong quán bar, mọi người vẫn đang điên cuồng. Trong quán cà phê, vài đôi tình nhân vẫn đang lưu luyến không rời. Trong góc tối bên đường, trúc cuộc đang ẩn giấu điều gì. Lúc này, đường phong bỗng nhiên cảm thấy xung quanh có vô số những con mắt đang chăm chú nhìn mình. Không, đây không phải là thật. Tất cả những điều này là sao đây? Ba ngày trước, Tề Ninh rơi xuống chết trước mặt mình. Còn hôm nay Lương Vân Kiệt lại bị đâm chết trong ngõ mưa. Trời nóng như vậy mà mình lại truy đuổi một bóng đen đội mũ, mặc áo khoác da trên phố giữa đêm. Bóng đen bí hiểm đó lúc này đang ẩn nấp ở đâu đây? Sáng sớm hôm sau, chào đón đường phong không phải là nắng vàng trực trở, mà là những tia sáng chói mắt, ánh sáng chói lóa rọi lên mặt đường phong. Đây là lần thứ hai trong tuần anh bị đưa tới đồn cảnh sát, và lần này thì anh lại trở thành người bị tình nghi phạm tội anh là người cuối cùng tiếp xúc với Lương Vân Kiệt, trên thi thể của Lương Vân Kiệt lại lấy được dấu vân tay của anh, anh cũng thừa nhận anh và Lương Vân Kiệt đã từng vì một vật quý giá mà phát sinh tranh chấp, đây là những chứng cứ không có lợi cho anh, vậy anh giải thích thế nào?" Tượng nhất dân, cảnh sát của đội hình sự sát mặt nhìn Đường Phong. "Tôi đã nói rồi, là cái gã áo đen đó giết Lương Vân Kiệt. Nếu như tôi giết Lương Vân Kiệt, tôi có ngu đần tới mức đi báo công an không?" Đường phong kịch liệt phản bác lại. Người áo đen. Hừm, anh kể chuyện cứ như trong nghìn lẻ một đêm ấy nhỉ, lại còn mặc áo khoác da. Anh có thấy ai mặc áo khoác da trong cái thời tiết này không? Còn về chuyện báo án, người báo án trong rất nhiều vụ án cuối cùng đều bị chứng thực chính là thủ phạm. Tôi không thể nói rõ với anh. Không nói rõ cũng phải nói. Đường phong bị ánh sáng chói mắt trọi vào, liền nhắm chặt mắt lại lúc này cửa phòng thẩm vấn vang lên tiếng lạch cạch tưởng nhất dân nhìn nhìn ra ngoài cửa rồi bước ra ngoài đường phong ngồi quay lưng vào cửa phòng thẩm vấn anh đang định quay đầu lại nhìn thì cùng lúc đó vang lên một giọng nói đầy nghiêm khắc của một điều tra viên khác không được tự ý cử động thật thà chút đi đường phong đành phải quay đầu lại anh không biết tưởng nhất dân đi đâu làm gì trong lòng anh rối bời muốn sắp xếp để làm sáng tỏ hàng loạt sự việc này nhưng anh càng nghĩ đầu óc càng rối loạn, anh muốn nhanh chóng được gột sạch nghi vấn, ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Khoảng 10 phút sau, cửa phòng thẩm vấn mở ra, nhưng đường phong không thấy bóng dáng của tượng nhất dân đâu, còn viên cảnh sát đang chăm chăm canh giữ anh thì lại đi ra ngoài. Đường phong càng thấp thỏm bất an trong lòng. Chính trong giây phút này, ba cảnh sát cao to lực lưỡng mặc đồng phục xuất hiện trước mặt anh. Đúng lúc đường phong đang ngớ người ra thì một người trong họ cất giọng hỏi, anh là đường tiên sinh đường phong kinh ngạc gật gật đầu mời anh đi theo chúng tôi khẩu khí của người cao to lực lượng đó không khỏi khiến anh hoài nghi đường phong không hiểu nổi sao trong đồn cảnh sát lại mọc đâu ra mấy vị này lại còn muốn đem mình đi nên anh lớn tiếng hỏi lại các anh là ai dựa vào cái gì mà đưa tôi đi người cao to đứng đầu cười nhạt với đường phong vài tiếng rồi đáp lẽ nào anh đồng ý ở lại đây không đợi đường phong trả lời Người cao to đó lại nghiêm mặt nói: "Mời anh hãy phối hợp hành động cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho anh." Nói xong, không đợi Đường Phong kịp phản ứng lại, hai người cao to còn lại, một người bên trái một người bên phải, kẹp lấy Đường Phong, kéo ra khỏi đồn cảnh sát. Tại bãi đổ xe của đồn cảnh sát, Đường Phong bị mấy người cao to nhấc lên một chiếc Chevrolet, thùng xe phía sau và buồng lái phía trước của chiếc xe này hoàn toàn được tách ra. Hai người cao to kẹp Đường Phong ngồi phía sau, bởi chẳng nhìn rõ cảnh vật bên ngoài, cũng không rõ đi được bao xa, Đường Phong đoán mò chắc là ra khỏi thành phố rồi, nên anh hỏi hai người đó, "Các anh muốn đưa tôi đi đâu?" Hai người cao to đó giống như hai bức tượng kinh công vô cảm, ngồi thẳng lưng, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước, vẻ mặt nghiêm nghị, chẳng hề để ý tới câu hỏi của Đường Phong. Khi Đường Phong bị hai người cao to xốc nách đưa xuống xe thì đã là lúc hoàng hôn. Đường Phong phát hiện họ đang ở tại một sân bay chuyên dụng. Trên bãi đáp máy bay có một chiếc trực thăng Mi-171 đang đợi lệnh cất cánh. Ba người cao lớn đó lại kẹp đường phong kéo lên chiếc Mi-171. Trong ánh chiều tàn, trực thăng từ từ cất cánh, hướng về phía bắc, kèm theo những tiếng động cơ ầm ầm vang vọng. Đường phong nhìn thấy họ bay qua những dòng sông, còn có cả những dãy núi đồi miên man. Tiếng động cơ ồn ào từ từ tắt ngấm, ba người cao lớn lại kẹp đường phong nhảy xuống trực thăng. Đường phong nhìn ngó xung quanh, trong màn đêm, một tòa nhà màu xám hiện lên trước mặt. Nhìn từ bên ngoài, tòa nhà màu xám này cao hơn 10 tầng, hoàn toàn kín mít, không có lấy một cánh cửa sổ. Trên đỉnh tòa nhà là vô số những anten to nhỏ, đủ mọi hình dạng, dựng đứng, thậm chí còn có một cột radar đang trầm chậm, chậm xoay dò soát trong không trung. Xung quanh tòa nhà là một bãi hoang trơ trọi, không nhìn thấy gì khác phía xa xa những rừng cây rậm rạp hiện lên trong màn đêm sâu hun hút tưởng như vô tận đường phong lờ mờ phát hiện ra bên bìa rừng bị bao vây bởi tầng tầng lớp lớp lưới sắt đây là đâu là một khu căn cứ quân sự bí mật sao chưa để đường phong kịp nghĩ cho tỏ tường ba người kia đã lôi anh vào trong tòa nhà màu xám khổng lồ bên trong tòa nhà này không gian yên tĩnh tới kỳ lạ đường phong bị ba người cao to đưa vào một hành lang dài hun hút sau đó lại rẽ sang một hướng khác, rồi lên cầu thang sàn thép. Dày da của ba người cao to gõ lên sàn cầu thang vọng lại những âm thanh đáng sợ giữa không gian kính như bưng này. Đường phong tò mò quan sát tòa nhà kỳ quái. Từ lúc bước vào đây, anh chưa nhìn thấy người nào cả, nhưng anh lại nhìn thấy camera xoay tròn 360 độ trên nóc nhà. Mỗi lần họ rẽ vào một ngã rẽ, đầu dò của camera liền giống như chim ưng săn mồi nhắm chuẩn theo họ. Đường Phong cảm thấy toàn thân nổi da gà, bốn phía tường, trên trần nhà đều giống như có vô số những con mắt đang nhìn chầm chầm về phía anh. Anh cũng không biết mình đã đi qua mấy tầng lẩu, ba người cao to vẫn kẹp chặt lấy anh, đi vào một hành lang dài hung hút, bốn người đứng lại trên hành lang. Người từ đầu tới giờ sách hành lý, giống như sếp của mấy người này quay người lại nói với hai người cao to còn lại đang ở bên cạnh đường phong, nhiệm vụ của các anh đã kết thúc rồi hai người cao to đó đạp giày phai một tiếng, đứng nghiêm, sau đó giơ tay chào theo kiểu quân đội với sếp của mình rồi quay người bước đi. Đường phong tiếp tục theo người sếp cao to kia đi về phía trước. Lúc này, anh giật mình khi phát hiện ra sàn nhà dưới chân mình, và cả tường hai bên hành lang hóa ra đều được bọc bằng thép, một tòa nhà kết cấu thép, giống như một mê cung, phía trước, nhìn không rõ đầu hành lang. Vậy người cao to này muốn đưa mình đi đâu đây? nơi đầu hành lang người cao to dừng lại trước một cánh cửa hơi ngẩng đầu mắt nhìn thẳng vào vị trí trên cánh cửa bất động đường phong cảm thấy tò mò ghé đầu lại gần cũng nhìn lên cánh cửa trên cửa có lắp một vật nhìn như là đầu dò camera nhưng nó lại không giống với những đầu dò thông thường khác đường phong bức bối hỏi đây là cái gì thế đừng sờ soạn lung tung đây là hệ thống nhận biết giác mạc mấy tiếng đồng hồ vừa qua người cao to luôn giữ im lặng này rút cuộc cũng đã trả lời câu hỏi của Đường Phong, vừa nói dứt lời, cánh cửa sắt trước mặt họ đã tự động mở ra. Cao cấp vậy sao? Xem ra đây không phải nơi mà người bình thường có thể vào được, Đường Phong ngẫm nghĩ, đi theo người cao to vào một mật thất tối đen. Trong bóng tối, anh nghe thấy người cao to đột nhiên dừng lại, đứng nghiêm, sau đó lớn tiếng nói, báo cáo đội trưởng, tôi đã tuân lệnh đưa Đường Phong tới đây. Vừa dứt lời, Toàn bộ đèn trong mật thất đều được bật lên, sáng chói tới mức đường phong phải nheo mắt lại. Đội trưởng, đội trưởng bí ẩn đó là ai? Anh cố gắng thích nghi với không gian trong mật thất, rồi rút cuộc đã nhìn rõ, trong mật thất trống trải không có bất cứ vật gì, chỉ có một chiếc bàn dài đang bày trước mặt họ. Phía sau bàn là một người đang đứng im, người đó khoảng 35, 36 tuổi, thân hình mập mạp, lưng hổ eo gấu, cơ bắp từng múi trước ngực khiến cho chiếc áo phong rằn ri căng cộm cả lên. Lúc này, vị đội trưởng bí ẩn bước tới trước mặt Đường Phong, nở một nụ cười, nói: "Anh chính là Đường Phong tiên sinh." "Đúng vậy, các anh là ai? Chúng tôi là ai, ban nãy bọn họ không nói với anh sao?" Giọng điệu của người đội trưởng này rất nhã nhặn. Đường Phong không hiểu sao lại cảm thấy có thiện cảm với vị đội trưởng này. "Cả đường đi tôi hỏi họ, nhưng họ chẳng chịu hé răng lấy một lời. Họ làm rất đúng, bởi vì mỗi công việc mà chúng tôi làm đều liên quan tới cơ mật quốc gia, việc không nên nói thì một chữ cũng không thể hé răng. Cơ mật quốc gia, đường phong thấy đầu mình toàn hơi nước, nghe xong mà vẫn không hiểu bản thân mình thì liên quan gì tới cơ mật quốc gia. Được rồi, anh có thể gọi tôi là Hàng Giang. Hàng Giang, đây là tên của anh sao? Anh không định nói với tôi nhiều hơn sao? Hàng Giang bước tới trước mặt Đường Phong, đáp: "Tôi biết những nghi vấn trong lòng anh, vì chúng tôi đã mời anh tới đây nên sẽ nói với anh tất cả, nhưng trước khi anh biết về mọi thứ, anh phải tuyên thệ trước đã." "Tuyên thệ? Tuyên thệ cái gì cơ chứ?" "Tuyên thệ gìn giữ tất cả những bí mật mà anh biết, đây là lời thề bảo mật." Nói xong, Hàng Giang đưa cho Đường Phong một cuốn sổ nhỏ, trên bìa da của cuốn sổ viết bốn chữ chế độ bảo mật, mở cuốn sổ nhỏ ra trang đầu tiên chính là lời thề bảo mật. Đường Phong vừa đọc, Hàng Giang vừa đứng bên giới thiệu, tuyên thệ, đồng nghĩa với việc anh sắp biết rất nhiều bí mật. Đồng thời cũng có nghĩa là trước khi những cơ mật này được giải mã, anh bắt buộc phải gìn giữ những cơ mật này một cách tuyệt đối. Nếu như anh tiết lộ chúng, bất luận là vô tình hay hữu ý, nhớ kỹ là chỉ cần anh tiết lộ cơ mật, anh sẽ phải gánh trách nhiệm tương đương với trách nhiệm pháp luật. Đường Phong đọc lướt qua lời thề một lần, lúc đó đầu anh đã căng phòng lên rồi. Tuyên thệ hay là cự tuyệt? Anh hỏi thăm dò hàng giang, tại sao nhất định phải bắt tôi tuyên thệ? Tôi muốn biết các anh là ai? Sao lại ép tôi tới đây? Đây cũng thuộc về cơ mật quốc gia sao? Đúng vậy, thân phận, công việc và kinh nghiệm của những người như chúng tôi đều thuộc về cơ mật quốc gia. Hàng Giang kiên định đáp. Vậy thì tôi không muốn biết nữa, có thể đưa tôi về không? đường phong định đánh bài chuồng. Hàng Giang châu mày, khoanh tay, đi đi lại lại vài bước trước mặt đường phong, dáng vẻ đầy tâm sự, giống như sắp đưa ra một quyết định trọng đại vậy. Sau đó, Hàng Giang dừng lại trước mặt đường phong, nhìn đường phong chầm chầm, vỗ vỗ vai anh nói, tiểu tử, nếu như tối hôm qua cậu không gặp Lương Vân Kiệt, có lẽ cậu cũng có thể về, nhưng hiện giờ nói gì thì cũng đã muộn rồi. Cái gì? Hóa ra các anh đưa tôi tới đây là do liên quan tới cái chết của Lương Vân Kiệt. Nói như vậy thì cũng có nghĩa là liên quan tới. Kệ tranh Ngọc Tây Hạ rồi, thảo nào Lương Vân Kiệt bảo rằng đằng sau kệ tranh Ngọc có ẩn giấu một bí mật to lớn. Đường Phong dường như cũng bắt đầu hiểu được đôi chút. Hàng Giang gật đầu, đúng vậy. Nói gì cũng đã muộn, anh đã biết một vài thứ không nên biết. Bởi vậy, Đường Phong, vì anh đã được dẫn tới đây, muốn quay về, sẽ là điều không thể. Hiện giờ trước mặt anh chỉ còn lại duy nhất một con đường, đó chính là hợp tác cùng chúng tôi, để làm sáng tỏ toàn bộ vấn đề. Nghe xong những lời này của Hàng Giang, đường phong ủ dột, ngồi bất động trên chiếc ghế cạnh chiếc bàn dài, tề ninh tự sát, Lương Vân Kiệt bị đâm chết, nghi vấn trong hội chợ đấu giá, người áo đen nhảy xuống sông Châu Giang. Tất cả những điều này khiến anh thật sự vô cùng tò mò, nhưng để thỏa mãn sự tò mò, thì phải gia nhập vào một tổ chức chính phủ bí ẩn. Như vậy có đáng hay không? Anh ngẩng đầu nhìn Hàng Giang, Hàng Giang nhìn anh bằng ánh mắt đầy tin tưởng. Anh gật đầu với Hàng Giang, đáp, được thôi, tôi tuyên thệ. Hàng Giang dẫn đường phong tới một bức tường trong mật thất, ấn vào một nút điều khiển. Máy chiếu trên trần nhà liền lập tức phản chiếu hình ảnh quốc kỳ lên tường. Dưới sự hướng dẫn của Hàng Giang, đường phong giơ tay, bắt đầu tuyên thệ trước quốc kỳ. Tuyên thệ hoàn tất, Hàng Giang cuối cùng đã nở nụ cười, anh kéo người cao to từ nãy tới giờ cứ đứng thẳng bên cạnh, nói với Đường Phong, được rồi, giờ thì tôi có thể giải đáp thắc mắc của anh. Trước tiên, tôi xin giới thiệu một chút, vị này là đồng nghiệp Triệu Vĩnh của tôi, anh đã từng phục vụ 8 năm trong đội hải quân lục chiến, võ nghệ siêu phải biết đấy. Đội trưởng quá khen rồi, ban nãy nếu như có chỗ nào mạo phạm, xin đường tiên sinh bỏ qua cho. Nói xong, Triệu Vĩnh giơ bàn tay bạm vỡ về phía Đường Phong. Không có gì, anh cũng là thực thi nhiệm vụ thôi mà. Đường Phong khách sáo bắt bắt tay Triệu Vĩnh. Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu một chút về tổ chức của chúng tôi, chúng tôi là đội hành động đặc biệt, nhánh mục trực thuộc cơ quan an ninh quốc gia, ký hiệu của chúng tôi là lão ca, bởi vậy chúng tôi cũng được gọi là đội hành động lão ca. Thành viên của đội hành động chúng tôi không chỉ đến từ cơ quan an ninh quốc gia mà còn tập hợp tinh anh của các ngành khác, ví dụ như Triệu Vĩnh. Anh ấy chính là người nhái mà tôi đã chọn lựa từ đội hải quân lục chiến. Muốn cướp sinh mệnh đối thủ dưới nước, đối với anh ấy mà nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng tôi lại chẳng có tài nghệ nào cả, thì làm được gì nhỉ? Đường Phong nhìn nhìn Triệu Vĩnh, nghi ngờ hỏi. Hàng Giang chỉ vào ngực mình, cười đáp. Thực ra thành viên tham gia vào đội hành động của chúng tôi không phải ai cũng biết võ nghệ, nhưng đều bắt buộc phải có sở trường mà chúng tôi cần. Ví dụ như anh, chúng tôi muốn bản thân anh, tri thức của anh, trí tuệ của anh. Kể từ khi anh và Lương Vân Kiệt gặp nhau tại hội chợ đấu giá, toàn bộ hồ sơ của anh đã được lưu trữ trong máy tính của tôi. Vừa nói, Hàng Giang vừa ấn chiếc điều khiển trong tay, hồ sơ và ảnh của Đường Phong đều xuất hiện trên máy chiếu. Họ tên, Đường Phong, 30 tuổi, chiều cao, 180cm, cân nặng, 76 kg. Tiếp theo còn bao gồm cả lý lịch từ thời niên thiếu tới khi trưởng thành, trường tốt nghiệp, sở trường, sở thích của đường phong cũng phải tới cả nghìn chữ. Lòng đường phong thầm kinh ngạc, hàng giang chuyển chủ đề, phàm là thành viên gia nhập vào đội hành động của chúng tôi, mỗi người đều có một ký hiệu, ví dụ ký hiệu của tôi là K2, Triệu Vĩnh là K3, ký hiệu của anh trong đội là K7. K7, Nói như vậy tức là trừ ba người chúng ta ra, vẫn còn bốn thành viên khác. Họ là những ai? K1 là ai? Lẽ nào chức vụ của anh ấy còn cao hơn anh? Đường Phong cảm thấy vô cùng tò mò. Đừng quên kỷ luật của chúng ta, việc không nên hỏi thì đừng hỏi. Hàng Giang đột nhiên nghiêm mặt hạ giọng trách Đường Phong, nhưng chẳng mấy chốc, Hàng Giang lại ôn hòa trở lại, giải thích với Đường Phong, anh chỉ cần tham gia hành động cùng chúng tôi thì sẽ gặp những thành viên khác nhưng nói tới đây hàng giang đột nhiên trở nên trầm ngâm nhưng gì cơ đường phong truy hỏi hàng giang tiếp lời nhưng có ba thành viên đến tôi cũng chưa từng gặp bao giờ hơn nữa hồ sơ của họ cũng trống trơn đặc biệt là vì ca một tôi cũng rất băn khoăn gì cơ đến cả sếp như anh cũng chưa từng gặp không không đúng nói như vậy người ca một đó mới thật sự chính là sếp nhưng anh lại là đội trưởng vậy thì chúng ta rút cuộc nên nghe ai đương nhiên là nghe tôi ghi nhớ này tiểu tử nhất định đừng cho rằng mình thông minh trong lão ca cho dù ai có ký hiệu lớn hơn có bản lĩnh nhiều hơn nhưng tất cả hành động bắt buộc phải phục tùng theo sự chỉ huy của tôi hàng giang kề sát đường phong nói hàng giang triệu vĩnh và đường phong ba người ngồi nguyên cạnh chiếc bàn dài hàng giang kích chuột vào hồ sơ của lương vân kiệt trên máy tính giới thiệu với đường phong anh chắc là rất ngạc nhiên vì không biết chúng tôi tìm thấy anh bằng cách nào, rất đơn giản, bởi vì chúng tôi luôn quan tâm nhất cử nhất động của Lương Vân Kiệt. Lương Vân Kiệt sao vậy? Ông ta không phải là một thương nhân vô cùng thành công sao? Không sai, ông ta là một thương nhân thành công, nhưng anh có biết lai lịch của ông ta không? Ông ta là người Bắc Kinh, tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Nga tại Đại học Bắc Kinh vào những năm cuối thập niên 50, chính trong thời gian ông ta tốt nghiệp một điều bất ngờ đã làm thay đổi vận mệnh của ông ta. Thời gian đó vẫn đang là thời kỳ trăng mật của Trung Quốc và Liên Xô. Một đoàn đại biểu học thuật của Viện Nghiên cứu Đông Phương học thuộc Học viện Khoa học Liên Xô viếng thăm Trung Quốc. Lúc đó họ mang tới một kệ tranh ngọc nổi gân cổ chạm châu báu Tây Hạ thần bí. Đúng, đó chính là kệ tranh trong hội chợ đấu giá. Nói xong, trên màn hình máy tính của Hàng Giang xuất hiện ảnh của kệ tranh ngọc nổi gân cổ chạm châu báu Tây Hạ. Hàn Giang tiếp tục giới thiệu, lúc đó, chuyên gia Liên Xô nói, tấm kệ tranh ngọc này được nhà thám hiểm người Nga Kotlov tìm thấy tại di chỉ Hắc Thủy Thành vào năm 1909. Họ đã từng nhiều năm nghiên cứu, phát hiện ra trong đó ẩn dấu bí mật vô cùng kinh ngạc, hy vọng có thể tổ chức một đội khoa học khảo sát tới cố địa Tây Hạ, tìm kiếm bí mật phía sau kệ tranh ngọc. Sau này, hai nước Trung Liên đã tổ chức một đội thám hiểm khoa học hùng mạnh đi tới Tây Bắc và lương vân kiệt lúc đó được tổ chức này tuyển chọn đảm nhiệm vai trò phiên dịch của đội thám hiểm khoa học nhưng sau đó đội thám hiểm đã hoàn toàn thất bại trong sa mạc chỉ có hai người may mắn sống sót vậy ông ta chính là một trong số hai người may mắn sống sót rồi đường phong nói đúng vậy ông ta chính là người duy nhất của phía trung quốc may mắn sống sót trong đội thám hiểm năm đó sau khi đội thám hiểm trung liên gặp nạn tại sa mạc ba đần gia ran quân đội đã phái rất nhiều người xâm nhập vào sa mạc để tìm kiếm cuối cùng chỉ phát hiện ra lạc đà và trang thiết bị của đội thám hiểm nhưng trước sau vẫn không phát hiện ra thành viên nào của đội bao nhiêu năm qua đi họ sống không thấy người chết không thấy xác cả đội thám hiểm cuối cùng chỉ có hai người được cứu trong đó một người là lương vân kiệt khi ông ta được phát hiện ra thì đang thoi thóp nhưng điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ ở chỗ địa điểm ông ta được phát hiện ra lại gần với biên giới của sa mạc ba đần gia ran cách địa điểm đội thám hiểm gặp tai nạn tới cả vài trăm cây số điều chúng tôi không thể hiểu là trong môi trường không có nước không có thực vật mà sao họ lại có thể chạy tới tận biên giới sa mạc sau đó thì sao đường phong hỏi lương vân kiệt giữ lại được tính mạng nhưng cũng do ông ta giữ lại được tính mạng nên trong thập niên đặc biệt đó số phận của ông không tránh khỏi xảy ra những chuyển biến trước tiên ông bị tình nghi làm đặc vụ cho đài loan âm mưu phá hoại chuyến thám hiểm khoa học rồi bị cách ly thẩm tra hai tháng nhưng điều tra đi điều tra lại cũng không phát hiện ra ông ta có vấn đề gì nên đành phải thả ông ra chẳng bao lâu sau quan hệ giữa trung quốc và liên xô rạn nứt do ông học tiếng nga cộng thêm những biểu hiện của ông trong lần thám hiểm đó nên bị chụp lên đầu chiếc mũ gián điệp của liên xô tổ chức định cho ông tội danh liên kết với chính phủ Liên Xô, âm mưu lật đổ quốc gia, sau khi sự việc bại lộ, có ý đồ vượt biên, tháo chạy tới Mông Cổ, kết quả là ông lại bị cách ly thẩm tra lần nữa. Thật không ngờ số phận của Lương Vân Kiệt lại trắc trở như vậy đường phong bất giác cảm thán. Hàng Giang lại tiếp tục kể, vẫn chưa hết, thẩm tra vẫn không có kết quả, ba tháng sau, Lương Vân Kiệt lại được trả tự do nhưng cơ quan an ninh quốc gia lúc đó vẫn nhất mực âm thầm giám sát Lương Vân Kiệt. Vài năm nhanh chóng qua đi, sau khi cách mạng văn hóa bùng phát, cơ quan an ninh quốc gia cũng bị xáo trộn, không còn ai giám sát Lương Vân Kiệt nữa. Cũng chính lúc này, Lương Vân Kiệt nhân cơ hội thời thế loạn lạc, vậy là cuối thập niên 60, ông vượt biên sang Hồng Kông. Sau đó cũng không hiểu ông ta làm cách nào mà kiếm được thùng vàng đầu tiên tại Hồng Kông, sáng lập nên tập đoàn Tân Sinh. Hơn nữa, càng kinh doanh càng phát đạt, Lương Vân Kiệt cũng từ đó trở thành doanh nhân nổi tiếng. Lần này, việc Lương Vân Kiệt quay trở lại đại lục sau 40 năm, kể từ khi ông ta xuống máy bay là đã thu hút sự chú ý của chúng tôi. Bởi vậy các anh nhất loạt ngầm giám sát hành tung của Lương Vân Kiệt, lẽ nào là bởi trước đây các anh từng nghi ngờ ông ta. Hàng Giang phải tay, dĩ nhiên không chỉ do việc trước đây, chúng tôi theo dõi ông ta, là bởi gần đây chúng tôi nhận được tin tình báo vô cùng tin cậy. Đường Phong lại hỏi Triệu Vĩnh, các anh đã giám sát Lương Vân Kiệt chặt chẽ như vậy, sao lại để ông ấy bị người ta giết chứ? Vừa nghe thấy Đường Phong hỏi vậy, trên mặt Triệu Vĩnh người đàn ông cao to bỗng gợn lên những vần đỏ ẩn, anh bối rối đáp, đó đều là trách nhiệm của tôi. Đội trưởng luôn phái tôi theo dõi Lương Vân Kiệt, thực ra cũng là để bảo vệ ông ta, nếu như không có tôi bảo vệ, khả năng Lương Vân Kiệt đã bị người ta xử từ lâu rồi. Nhưng tối hôm qua, tôi lại để mất dấu ông ấy. Lúc bọn anh nói chuyện trong quán trà, tôi ngồi ngay bàn gần đấy, theo dõi hai người. Sau khi anh bỏ đi, Lương Vân Kiệt cũng lập tức rời khỏi quán trà. Tôi bám theo sau. Nhưng sau khi đi qua hai dãy phố tôi lại để mất dấu ông ta, tôi nghĩ chắc là ông ta đã phát hiện ra tôi nên cố ý cắt đuôi. Việc sau đó, anh đều đã biết rồi đấy. Vậy anh có nhìn thấy bóng đen đó không? tôi thấy rồi vốn dĩ tôi muốn lộ diện giúp anh truy đuổi bóng đen đó nhưng bóng đen đó trong lúc hoảng loạn không biết đường đã nhảy xuống sông châu giang nên tôi cũng không ra mặt hóa ra là vậy nhưng nhưng anh không cảm thấy kỳ lạ sao một người có tuổi như lương vân kiệt mà lại có thể cắt đuôi một đặc công có tố chất lại đã từng qua huấn luyện như anh lẽ nào lẽ nào lương vân kiệt năm đó thực sự là gián điệp đúng vậy tôi cũng cảm thấy kỳ lạ với thân phận và tay nghề của tôi thì không nên xảy ra sai lầm đơn giản như vậy, trừ khi người đó cũng có phản xạ trinh sát, phản xạ năng lực đeo bám rất giỏi. Triệu Vĩnh nói hộ đường phong những nghi vấn trong lòng, cả hai đều chìm trong im lặng. Hàng Giang quay sang nhìn đường phong, phá vỡ sự im lặng này, tạm thời không quan tâm tới Lương Vân Kiệt nữa. Nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta bây giờ là phải tranh thủ thời gian, vượt mặt đối thủ, tìm thấy kệ tranh ngọc nổi gân cổ chạm châu báu Tây Hạ đó đường phong anh là người cuối cùng gặp lương vân kiệt tôi nghĩ ông ta nhất định đã nói với anh một vài việc liên quan tới kệ tranh ngọc đúng vậy chúng tôi đã nói về kệ tranh ngọc nhưng ông ta đã không hoàn toàn tin tưởng tôi à trước khi chết ông ấy có nhắc đến huyết chú ông ấy nói huyết chú đáng sợ đã trở lại rồi huyết chú nào toàn là nói linh tinh từ trước tới nay tôi chẳng tin huyết chú nào cả Triệu Vĩnh còn muốn phát biểu một bài luận về chủ nghĩa duy vật, nhưng đã bị Hàng Giang vung tay ngăn lại. Hàn Giang nói với Đường Phong, Đường Phong, trừ huyết chú ra, ông ta có còn nói gì khác với anh không? Đường Phong cúi đầu trầm ngâm, đột nhiên nhớ ra, trước khi chết, Lương Vân Kiệt hỗn hển nói với tôi mấy từ thư viện, 7, 71 không hiểu nghĩa là gì. Có phải là tụ cất đồ trong thư viện không nhỉ? Ý của Lương Vân Kiệt là chiếc tủ cất đồ số 7 hoặc số 71 trong thư viện. Triệu Vĩnh dựa vào linh cảm nghề nghiệp nghĩ ngay ra đáp án. Ý tưởng của Triệu Vĩnh không hẹn mà gặp lại trùng khớp với suy nghĩ của Hàn Giang, một ý tưởng rõ nét xuất hiện trong đầu Hàn Giang. Hàn Giang đi đi lại lại trong mật thất, đột nhiên dừng lại, lệnh cho Triệu Vĩnh và Đường Phong, tiếp theo chúng ta chia nhau hành động, Triệu Vĩnh, anh và Đường Phong quay lại Quảng Châu, đi lấy đồ Lương Vân Kiệt để lại trong thư viện. Tôi lập tức về Bắc Kinh, báo cáo với bộ tổng, xin chỉ đạo bước hành động tiếp theo. Ba người thương lượng xong, Triệu Vĩnh đưa Đường Phong ra khỏi mật thất. Khi Đường Phong được hít thở lại không khí trong lành thì bên ngoài bầu trời đã ngập tràn ánh sao, Đường Phong lại ngồi lên chiếc trực thăng Mi-171 lúc đến. Trên trực thăng, không ai nói chuyện, trong khoang máy bay chỉ còn lại tiếng động cơ rền rĩ.